được chuyển sang các thông tin khác, sáng nay Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia đã tổ chức ngày hội về cộng đồng. Tại ngày hội, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân, sàng lọc cao huyết áp, đo biểu đồ tăng trưởng cân nặng và chiều cao để sàng lọc bệnh béo phì, xét nghiệm đường huyết, nước tiểu để tầm soát bệnh viêm gan siêu vi C. Ngoài ra, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương còn tổ chức nhiều tiết mục dành riêng cho thiếu nhi như sinh hoạt vui chơi, thi hát karaoke, thi hóa trang và đủ vui có thưởng. Bằng những hoạt động bổ ích này, ngày hội cộng đồng đã thu hút hơn 1.000 người tham gia. Qua đó, nhằm tạo không khí thân thiện giữa đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện với người dân, thân nhân, bệnh nhân trên địa bàn. Được biết, Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia bắt đầu hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ tháng 5 năm 2012 tại phường Hòa Lân, thị xã Thuận An. Bệnh viện có tổng diện tích hơn 12.000 m2, gồm 3 tầng, với kinh phí xây dựng ban đầu hơn 20 triệu đô la Mỹ. Bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên khoa, có kinh nghiệm công tác nhiều năm trong lĩnh vực y tế, có đủ các khoa chăm sóc sức khỏe nhân dân như nội, ngoại, sản, nhi, cấp cứu.